Số CVV là gì? CVV là chữ viết tắt của cụm từ Verification Value được dịch ra là giá trị xác minh thẻ. Đây là mã xác thực in trên thẻ Visa gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Ngoài ra, một khái niệm khác của thẻ Visa là CVV2. Mã này được sử dụng trong các giao dịch trực tuyến của thẻ, tức là không dùng đến thẻ vật lý. Số CVC là gì? Số CVC là viết tắt của các Verification Code được sử dụng để xác minh thẻ Mastercard. Sự khác nhau giữa số CVV và CVC trên hầu hết các thẻ Visa Gia của Ngân hàng Việt Tin Banh, Việt Com Banh, Sa Com Tech Com Thẻ BIDV, đều có mã số CVV, CVC.